Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng buổi trưa ngày 10 tháng 8 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào lúc 9 giờ 30 ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2020. Giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 10 tháng 8 đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng của thị trường thế giới. Và dưới áp lực chốt lời và cũng như là đồng USD tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực trở lại. Cụ thể như sau, hiện giá mua và giá bán giảm lần lượt là 2,34 triệu đồng trên một lượng và 2,28 triệu đồng trên một lượng. Vàng SJC ở cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận giảm mạnh nhất so với các đơn vị kinh doanh khác. Tại hệ thống tập đoàn Doji, được doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,65 triệu đồng ở chiều mua, giảm 1,05 triệu đồng ở chiều bán. Doanh nghiệp Phú Quý niêm yết giá mua và giá bán giảm tương ứng là 1,7 triệu đồng trên lượng và 1,5 triệu đồng trên lượng. Trong khi các hệ thống PNG chi nhánh Bắc và Nam, giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán cũng quay đầu giảm lần lượt là 1,8 triệu đồng trên lượng và 1,7 triệu đồng trên một lượng. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 57 triệu 460 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 59 triệu 220 nghìn đồng trên một lượng, giảm 1 triệu 040 nghìn ở chiều mua và giảm 1 triệu 080 nghìn ở chiều bán. Như vậy, chiều mua vào là 5 triệu 746 nghìn, chiều bán ra là 5 triệu 922 nghìn. Tại SJC Hà Nội, mua vào là 57 triệu 460 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 59 triệu 240 nghìn đồng trên một lượng, cũng giảm 1 triệu 040 nghìn ở chiều mua và giảm 1 triệu 080 nghìn ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5 triệu 746 nghìn, bán ra là 5 triệu 924 nghìn. Tại Doji Hồ Chí Minh, mua vào 57 triệu 300 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, giảm 700 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua và giảm 200 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hà Nội, mua vào 57 triệu 810 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 59 triệu 090 nghìn đồng trên một lượng, giảm 190 nghìn ở chiều mua, giảm 410 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào 57 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 59 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, cùng giảm 900 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại Phú Quý SJC, mua vào 57 triệu 500 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng, giảm 300 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 600 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Tại vàng Mi Hồng, mua vào 57 triệu 400 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu đồng trên lượng, giảm 300 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào 57 triệu 500 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng, giảm 400 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 500 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo giá vàng SJC tại các ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, mua vào 57 triệu 700 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu đồng trên một lượng, giảm 2 triệu 900 nghìn ở chiều mua và giảm 2 triệu 600 nghìn ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở ngân hàng này là 5 triệu 770 nghìn, ở chiều mua còn chiều bán là 5 triệu 900 nghìn. Ngân hàng ACB mua vào là 57 triệu 700 nghìn đồng trên lượng, bán ra 59 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng, giảm 800 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 500 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Một số ngân hàng khác quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. PNG Nhân 24K mua vào 56 triệu 300 nghìn đồng trên lượng, bán ra 56 triệu 800 nghìn đồng trên lượng, giảm 200 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng này ở chiều mua vào là 5 triệu 630 nghìn, bán ra 5 triệu 680 nghìn. PNG Nữ Trang 24K mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng trên lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng, cùng giảm 200 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng là 5 triệu 570 nghìn ở chiều mua, chiều bán là 5 triệu 650 nghìn. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào là 55 triệu 300 nghìn đồng trên lượng, bán ra 56 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng, giảm 200 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Nhẫn Tròn Trơn Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào là 55 triệu 160 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 56 triệu 460 nghìn đồng trên một lượng, chiều mua không thay đổi, chiều bán ra tăng 200 nghìn đồng trên lượng. Nhẫn SJC 24K, mua vào 54 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 56 triệu đồng trên lượng, giảm 500 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh, chiều mua vào 53 triệu 500 nghìn đồng trên lượng, bán ra 55 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng, giảm 300 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 200 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. PNG Nữ Trang 18K mua vào 41 triệu 130 nghìn đồng trên lượng, bán ra 42 triệu 530 nghìn đồng trên lượng, cùng giảm 150 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Giá vàng SJC cập nhật lúc 9 giờ 30 phút giảm 1 triệu 040 nghìn ở chiều mua và giảm 1 triệu 080 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán, đã mất mốc 60 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 57 triệu 460 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 59 triệu 240 nghìn đồng trên một lượng.
SJC Nha Trang mua vào 57.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.240.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 57.460.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.240.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 57.440.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.240.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào là 57.430.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.250.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào là 57.460.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.220.000 đồng trên một lượng. SJC tại khu vực miền Tây mua vào 57.460.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.220.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 57.460.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.220.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn mua vào 57.440.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.240.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 57.480.000 đồng trên một lượng, bán ra 59.270.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đến thời điểm này thì giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC cũng quay đầu giảm, dao động trong khoảng từ 167.000 đến 400.000 đồng trên một lượng. Cụ thể là đối với vàng nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều mua vào 54.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.100.000 đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng này là 5.480.000 ở chiều mua và chiều bán là 5.610.000. Vàng nữ trang bộ số 9 mua vào 54.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. Như vậy vàng này ở chiều mua là 5.440.000 và bán ra là 5.570.000. Vàng nữ trang 24K mua vào là 53.449.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.149.000 đồng trên một lượng, giảm 396.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng là 5.344.9 nghìn đồng ở chiều mua và chiều bán là 5.514.9 nghìn đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 39.929 nghìn đồng trên lượng, bán ra 41.929 nghìn đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 3.992.9 nghìn đồng, ở chiều bán là 4.192.9 nghìn đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.626 nghìn đồng trên lượng, bán ra 32.626.000 đồng trên một lượng, giảm 234.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 3.062.6 nghìn đồng, chiều bán ra là 3.262.6 nghìn đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 21.379 nghìn đồng trên lượng, bán ra 23.379 nghìn đồng trên một lượng, giảm 167.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.137.9 nghìn đồng, bán ra là 2.337.9 nghìn đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng được diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tình hình giá vàng trong nước và thế giới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.